Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi sự nhận định của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ về những khía cạnh tiêu cực của tôn giáo thời đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa cho đến sau năm 1975. Hai khía cạnh tương phản của việc giáo dân kính nể các linh mục. Hai cái nhìn khác nhau của một người được huấn luyện từ nhỏ ở chủng viện và một người đã trưởng thành từ ngoài đi vào và những nhận định về phong trào chống tham nhũng của Linh Mục Trần Hữu Thành. Qua phần 14 phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Thì bây giờ khi mà chấm dứt cái chuyện mà đệ nhất Cộng Hòa và đệ nhị Cộng Hòa thì chắc chắn là cái những cái nhìn của cha về tôn giáo nó cũng thay đổi chứ, cũng giống như với người dân chứ, tức là cái ảnh hưởng mà của công giáo vào trong chính quyền nó giảm nhiều chứ. Giảm nhiều thì bây giờ gặp cái sự quỷ quyệt của chế độ này là mới lợi dụng tôn giáo. Cái chế độ cộng sản đó nó mới lợi dụng tôn giáo. Không khoan, bây giờ cha nói về đệ nhị đi. Đệ nhị Cộng Hòa, sau khi mà đệ nhất Cộng Hòa đổ đệ nhị Cộng Hòa thì cái cảm tưởng của cha lúc đó như thế nào? Cái vấn đề cái hệ thống chính trị với tôn giáo vẫn y nguyên anh này, vẫn y nguyên. Hồi đó biết Sài Gòn, hồi đó có lẽ hồi đây còn nhỏ là anh chưa biết, vẫn có những nhân vật mình ta đã tin là lãnh chúa áo đen, những linh mục là lãnh chúa áo đen. Cái câu nó nghe xấu xa vô cùng, cái áo đen này bị đặt là lãnh chúa còn lại gì nữa. Thấy nó là cái điều mà lúc đó tôi đã lớn rồi. Đó là đệ nhị Cộng Hòa rồi. Đệ nhị Cộng Hòa đó. Đệ nhị Cộng Hòa rồi. Mà không thay đổi gì hết. Không thay đổi. Nó như là in sâu trong cái nền đấy. Cho nên cái đó là cái tới chừng khi mà thì không lớn rồi đó. Thì cái sự vật mà quỷ quyệt đó thì nó mới khai thác cái đó để nó biến thành cái lợi nhuận cho nó thôi. Chứ thiệt sự cái đó nó in sâu rồi. Cái người dân mà kêu bằng à, khiếp sợ quy quyền nó thành một cái nếp ngay cả bây giờ. Có lẽ anh không phải là người trong tôn giáo, anh không biết nhiều về cái hành xử của đời sống tâm linh hay là đời sống sinh hoạt của công giáo. Tôi không dám nói tôn giáo khác bởi tôi không phải đồng ý, tôi không nói được. Thì cái sự mà người ta sợ cái quy quyền hay là nể trọng cái chức vụ cái luật nó còn cao lắm. Chính vì thế mà nó có những trường hợp nó quá đáng. Nó quá đáng. Mà quá đáng đến chỗ mà đau lòng đó. Các linh mục đánh đập giáo dân. Bây giờ vẫn còn, chứ không còn đâu. Thấy đó là sự xấu xa vô cùng. Chẳng những họ không phải là cái người đại diện cho Chúa Giê-xu, gọi là ô danh của mặt Chúa Giê-xu. Một linh mục mà cầm cái máy thôi mà đập cái đầu chú rể trong cái lễ của không tưởng tượng được. Loại đó phải bị kết án, phải bị nguyền rủa, phải bị sa thải. Cái đó bởi sao vậy? Giáo dân tôn trọng mấy cha quá. Cái đó có cái hay của nó. Nhưng mà có vợ nữa, nhất là người bác. Đó họ có thói quen, họ kính trọng cái linh mục lắm đó này. Gặp các cha là con xin phép lại cha hả? Làm gì tới chỗ đó? Có những ông cha mới coi nhờ hai mấy tuổi. Ngày hôm qua còn là chú chúng sinh đi học bữa nay làm đâu có về nhà tự nhiên làm cha thế hả? Nhiều người không biết vị trí mình. Thấy có những ông cha trẻ lại nói chuyện với người ta, gọi người ta bằng con, trời đất ơi. Nói chuyện với ông già bà cả xưng mình là cha. Cha cái gì? Cái cha đây là cái thái độ người ta gọi mình thôi. Còn mình nói chuyện với người lớn tuổi đó, cha mẹ mình phải xưng là con chứ. Sức cụ sinh con chứ là sao mình nói sinh mình là cha chứ họ. Bây giờ vẫn còn mấy loại bậy vô cùng anh ơi. Nó phải có một cái cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng mà cha chưa nhìn thấy là gì Cộng Hòa? Chưa. Nhớ đời bây giờ cũng chưa có thấy cuộc cách mạng đó. Tôi cũng định viết một vài cuốn sách về vấn đề này. Nhưng thực sự nó có người ta muốn ước muốn thì nhiều lắm. Nhưng mà khả năng mình nó rất là giới hạn. Tôi định viết một vài cuốn sách về vấn đề này. Một sách nó gọi là fiction thôi, chứ không phải là sách thực tế. Để diễn tả cho thấy là cái sự mà sinh hoạt theo cái cách thức bây giờ là không được cho ai hết trơn rồi.
Đệ nhị Cộng Hòa tức là khoảng từ năm 70 tức là cha đã là được thúc phong linh mục rồi. Rồi. Thì khi mà cha sinh hoạt như vậy đối với lại những người đồng nghiệp khác, những cái chuyện có bao giờ mà nói chuyện với nhau những cái chuyện cha đang nói bây giờ không? Không. Không bao giờ. Họ đi theo cái nếp. Anh nhớ rằng tôi không biết tôi nói chuyện anh chưa? Họ là những người được huấn luyện từ khi 7-8 tuổi. Nếp phải đi con đường đó. Tôi là người được huấn luyện từ khi tôi 20 tuổi. Tức tôi đã có một cái nhìn, có một sự nhận xét, có sự hiểu biết về xã hội về nhiều mặt trước khi tôi đi nói tập sự để làm linh mục. Như tôi có một cái sự hiểu biết rồi, còn họ là một cuộc sự tìm tiến đi từ lớp thấp lớp cao rồi ra được thôi, chỗ nghỉ phục vụ cho giáo dân. Và cái đó là cái nếp đã có sẵn từ lâu rồi, phải nói là chưa ai mà có một cái nhìn mà cái bằng nó thoáng hơn về vấn đề này, không có. Và những cái hoạt động chẳng hạn như bây giờ mình trở lại những hoạt động mình không gọi là chống chính quyền nhưng mà gọi là bất đồng ý kiến với chính quyền này, chẳng hạn như linh mục Trần Tín hay linh mục Trần Hữu Thanh hay là những cái chuyện như vậy, rồi đó là cha đã đủ nhận thức rồi, bên cả bên đạo lẫn bên đời. Vâng, đủ rồi. Tôi thì cha suy nghĩ sao về chẳng những đủ mà tôi còn có thể nói là tôi cũng có mặt trong đó nữa. Vâng. Cha cảm thấy cái phong trào đó như thế nào? Thiệt ra đó, các ngài hành xử theo cái giai đoạn đó, bởi vì các ngài chưa thấy được một cái bóng tối quá lớn phía sau, chưa thấy. Họ thấy cái trước mắt là dở, họ muốn, họ tốt anh ạ, họ tốt. Họ có cái nhìn tích cực, họ muốn, thí dụ phong trào chống tham nhũng của linh mục Hữu Thanh, thì tham nhũng là bậy bạ, muốn làm sao mà cho bớt sự tham nhũng đi, từ tổng thống trở xuống, thì đó là một sự xấu xa. Thì họ đưa phong trào đó, tôi không nghĩ rằng họ bị giật dây bởi vì không gì đó, tôi không nghĩ vậy, tôi không nghĩ. Mà họ làm gọi là chiến là tiếng bona fide, tức là họ làm ý tốt, muốn họ muốn cải tổ một cái nền hành chính để cho chính quyền không có bóc lột, ăn hối lộ tham nhũng như chúng nữa. Họ làm thời gian đó, đó thì họ làm theo lý tưởng của họ. Và tôi cho rằng thời gian họ làm là đúng theo cái giai đoạn đó. Nhưng mà cái nó vô tình, nếu như sau này nó lại trở nên một cái tiếp tay cho một thế lực nó đang ngồi phía sau nó đợi. Tôi mượn tay anh để mà diệt cái đám mà nhiều hoài đi thiệu thiết này đó, để rồi chúng nó chiếm, để đó là một cái đoạn lịch sử mình mà đúng rắc rối. Nhưng mà theo tôi không thấy nắm cái gì đó. Tôi nghĩ nếu gì ngày này mà gì cuộc sống đó, quý vị sẽ sáng mắt ra hết. Sáng mắt ra hết rồi. Thì cái đó thật ra là không phải là điều dễ. Thì nó đã xảy ra ở Tây Phương rồi. Nó bảo Cộng sản là thuốc phiện của trí thức. Thì cũng giống như điều cha nói thôi, đưa ra cái công bằng để mà nhử thôi. Đó, nhưng mà hoàn toàn không thấy gì về cái bóng tôi đó cả. Không thấy. Còn bản thân cha lúc đó? Bản thân lúc đó tôi cũng chưa thấy rõ chuyện đó. Chưa thấy rõ, tôi vẫn thấy rằng các việc các cha nó làm á, đôi lúc tôi có tham gia, nếu cha cũng tham làm tôi có tham gia, nhưng mà tham gia tới cách chỉ là một tôi đồng ý trong chuyện đó, bởi vì thực sự anh ấy, cái thời tôi là thời mặt vận, thời mặt vận của chế độ, mặt vận sau đời ông Diệm rồi tôi cho là được mặt vận, cái hoạt động đầu tiên á, cái khủng hoảng quy quyền, cái quy quyền là cái vô cùng cần thiết, mà sau khi ông Diệm được đổ rồi đó. Thì cái quyền quốc gia nó hoàn toàn lỏng lẻo, sức lỏng lẻo, không có cái gì cả. Thì từ khi mà ông thủ tướng thơ lên được 3-40 ngày thì Nguyễn Khánh vô làm lão chánh dân xong rồi đó, thì tới Nguyễn Cao Kỳ lên rồi đó, Nguyễn Quát lên rồi cái gì đó. Tới thì ông Thiệu lên thì tạm giữ được cái gì mối một vài năm đó, nhưng mà giữ gì mối thì ở thành phố thôi, còn về quê thì dân chúng vẫn một cô hai chồng. Việc không hàng ngày nó càng chơi lớn sân, rồi dân chúng người Nam miền Nam nó co cụm rồi nó sinh ra sự rối loạn. Cái này cha nhìn về sau hay là trong lúc đó? Lúc đó mơ hồ đã thấy. Lúc đó thấy rồi. Tôi biết rằng á, thực hiện á, từ khi mà thôi một rồi đó tôi sống trực tiếp với người dân rồi, tôi biết chuyện cái chuyện mất miền Nam đương nhiên phải tới. Tôi thấy rồi. Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Trong khi đó, Việt Cộng trong xí đó không nói là ma là quỷ, nó tận dụng tất cả mọi thứ
để nó làm cho sập cái miền Nam này, trong khi người dân mình đã đi sâu quá. Thì thấy rằng cánh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, thấy tương thái độ đại diện ngoài tệ quá, mà thiệt, thật chân á, lúc đó tệ thật, chứ không phải là tôi nói là tôi bị thiệt ai, chế độ đại hoàng lúc đó tệ thật, nhưng tôi ca tụng quân lực ra ngoài, tôi dùng ca tụng, anh dũng, chiến đấu, cái chiến đấu họ đó, hai cái mà họ là sức mạnh thứ nhất á, làm sự lo sợ về cái miền Nam rơi tay cộng sản, cho nên quân đội là những người phải nói rằng rất là kiên cường, chiến đấu anh dũng, mà tôi nghĩ là ít có quân đội nào bằng quân đội nào của chúng ta đâu, thì được ai đánh giá thấp là không được. Thứ hai đó là lúc đó là mình có được cái sự trợ vũ khí của Mỹ kỹ thuật tối tân, cho nên hai cái nó cộng lại đó tạo thành những trang quân sự rất lễ lượng. Nhưng anh biết đó, quân đội chỉ là thành phần của sự lãnh đạo thôi, nếu mà bên cái cơ quan hành chính đầu não mà nó suy sụp thì làm sao quân đội vững được.